các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan hàng Nhật. Xin giới thiệu cho mọi người một em Swan World của Rhythm, mẫu đồng hồ khá là VIP của hãng. Vì sao đây là VIP? Bởi vì cái em đồng hồ này về cái cơ chế hoạt động thì nó có 3 phiên bản. Thì em này là em VIP nhất trong 3 phiên bản đó. 3 phiên bản nhưng mà mỗi phiên bản thì có nhiều màu khác nhau mọi người nhé. Thì em này thì là phiên dòng đồng hồ Swan World xoay mặt, shop thường hay gọi đây là dòng đồng hồ xoay mặt. Xoay mặt là khi mà tròn giờ thì đồng hồ nó sẽ xoay sang trái hoặc là xoay sang phải. Ví dụ như giờ 1 giờ thì xoay sang trái thì 2 giờ thì nó sẽ xoay sang phải. Nó sẽ thay đổi luân phiên nhau. Thì đây gọi là đồng hồ xoay mặt. Thì cái mẫu đồng hồ này VIP bởi vì chất liệu của em này là gỗ. Hai mẫu đồng hồ kia thì đều là nhựa cả, thì chỉ là size to size nhỏ thôi. Thì em này lại là em chất liệu gỗ và đây là một trong những cái size khủng của hãng. Kích thước của nó là 48x37, size rất là lớn. Gỗ thịt đây mọi người nhá, rất là nặng. Mẫu đồng hồ này em cầm lên cực kỳ nặng luôn, bởi vì chất liệu của nó ở vành bên ngoài là gỗ mà. Khi mà tròn giờ thì đồng hồ sẽ xoay mặt về phần bộ phận xoay ở bên trong, đây cũng xoay. Như đầu clip các bác cũng đã nhìn thấy rồi, bộ phận xoay ở bên trong cũng sẽ xoay. Và các tòa lâu đài ở bên trong nó sẽ hiện ra cho các bác nhìn thấy, rất là độc đáo. Về phần xoay, cái bộ phận xoay này thì làm từ pha lê Swarovski, rất là nhiều các viên màu sắc khác nhau. Cái dòng cái kiểu như này thì ba phiên bản kia thì cũng đều giống như thế, thế nên là cũng không có gì lạ. Nhưng mà những cái viên pha lê này thì được gắn màu sắc khác nhau nên là vô cùng đẹp mắt. Cái đồng hồ phần bên trên nó quay mọi người đánh nhạc chứ không phải chiếc đồng hồ này đâu mọi người nhé. Em này là hàng mới nguyên hộp luôn. Đợt này shop săn rất là nhiều những cái dòng mẫu mới nguyên hộp để cho các bác tham khảo, bởi vì nhiều bác tâm lý là thích hàng mới mà. Thì đây cũng là một sự lựa chọn cho các bác. Sách của phiếu bảo hành của hãng đi kèm chiếc đồng hồ này. Ở phần rìa bên ngoài có phần trắng gương, mình có thể soi gương được như này. Thì nó cũng là một cái điểm sáng, khi mà có ánh đèn chiếu vào thì nó làm nổi bật cho cái chiếc đồng hồ về phần nâu ở ngoài và phần sáng ở bên trong. Thực ra là em này thì phải lau mặt mọi người nhé. Em quay như này là hơi bị mờ, còn thực tế ở ngoài em sẽ lau mặt và sẽ các bác khi mà các bác mua hàng, nhận hàng thì nhìn thấy nó sẽ đẹp mắt hơn. Ở trong cái clip này nó hơi bị mờ một chút do kiểu cái ảnh hưởng từ khí hậu ấy ạ. Thế nên là đôi khi là kể cả hàng mới chưa dùng, chưa qua sử dụng nhưng mà nó vẫn bị không khí vào thì nó bị mờ thôi, không ảnh hưởng gì cả. Cái em này thì em chưa chắc chắn lắm nhưng mà không nhầm là có 39 bản nhạc. Cái này thì em sẽ nốt ở trong phần ghi chú chiếc đồng hồ sau. Thế nên là em cũng không dám chắc. Cái này cũng có A, B, C, cái các phiên bản thì mình có thể chọn theo các nấc ở phần bên phải của chiếc đồng hồ. Phần bên phải đây là cái bảng điện tử điều chỉnh giờ cũng như là cái cách mình chọn nhạc, volume, to nhỏ và cái nút để mình ấn nghe cái bản nhạc. Khi nào mà mình thích đi qua và mình muốn nghe nhạc của chiếc đồng hồ thì mình có thể ấn cái nút monitor, thì lúc đó mình có thể nghe được cái bản nhạc của chiếc đồng hồ này. Mỗi giờ thì nó sẽ đánh một bản nhạc khác nhau. Ví dụ A thì có trang bị là 12 bản nhạc, thì cứ đánh hết 12 bản thì nó sẽ quay lại bản đầu tiên. Thế nên là các bác tha hồ mà nghe nhạc của chiếc đồng hồ Swan World này. Mã của chiếc đồng hồ này là 533. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về mẫu đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan hàng Nhật hoặc là truy cập web hangjapan.vn. Mẫu đồng hồ cực kỳ độc đáo và đáng để dùng bởi vì đây là gỗ. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.